Xin lỗi tất cả các bạn, mình là Waterbot Fan đây. Hôm nay cha bút quà cầm súng đạn dí nhé. Thấy màu cũng hợp ghê nhỉ. Xanh xanh đỏ đỏ ha. Màu sắc ha. Xanh xanh đỏ đỏ thì thôi chứ lì lắm, trâu lắm luôn. Trâu kiểu gì mà các bạn xem là biết. Mình sợ giết con bút quạt không có dễ. Giết nó cũng hơi bị mệt. Con Linh này nó đang nấp mình, nó không dám lại gần. Chồng chơi chắc ăn quá. Bạn Linh này chơi chắc ăn. Nên nó cứ lảng vảng tại nó không lại, tại vì lại là hình tỉa nó bay màu liền, nó không dám lại. Đấy là tàng hình, đó là chạy. Thôi mày không lại thôi, tao lấy thằng khác rảnh đâu mà cứ ta ghét mà riết. Đây ta ghét này ngon hơn nè. Kéo máu cho xuống chết. Đấy giờ nó lại gần rồi đó. Mục tiêu của nó là chiếm cái cột ở giữa, cho nên nãy giờ nó cứ lảng vảng. Mình không có sợ con Linh tại vì mình đắp trâu, con Linh giáp bằng cái bút quật đó. Mà con này mạnh nha, con Linh này mạnh nha, kéo nửa cây mà mất mới mới lủng được giáp của nó thôi á, mạnh ghê luôn. Con Linh mạnh 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 với lại nhìn nhau ở cái địa hình này là thích hợp cho đạn dí quá rồi. Chết. Chịu không nổi đâu, đạn dí đam nó to lắm. Nói chung mình bị lủng giáp, giáp ngực rồi, mình còn giáp năng lượng thôi, giáp ngực bể rồi. Cảm nhận Linh mạnh thiệt kìa, tan cái bể giáp ngực luôn, ghê thiệt. Giáp ngực mình cũng đâu có bèo, cũng có module tăng giáp rồi mà nó tan bể luôn. Ngồi ăn thêm em chết đi cưng. Mình đang hồi cái khi năng lượng mà. Nói chung bạn phải linh hoạt nhé, chơi bước qua phải linh hoạt với khi năng lượng và khi ngực nhé. Chứ bằng để một cái không thì nó không hiệu quả đâu. Rồi chuyển qua chuyển lại liên tục tùy cái tình hình. Tình hình nó bào quá bào phải đập ra khi năng lượng, nó mà kéo được nhiều kéo. Cái giáp ngực đó thì nó bể rồi thì thôi, không có hồi được nữa. Thấy nó rất titan nha, cho té đấy. Ơi trở lại titan này ơi, titan nó xịt ghê quá. Nó titan chơi lại nữa chứ. Móng này thấy titan chạy mẹ mất. Khôn ha, thấy con móng khôn luôn. Bóng thì cho đập cho bể bóng luôn. Gồng quá cứ cùng bể bóng phải không? Bóng xà bang đúng không? À, trong cái phần của mình có ai bóng xà bang không, lên lên tiếng coi. Trong khai đi ngại ngùng gì nữa. Bóng xà bang rồi, thịt con này thôi, con này xông thẳng tới trước mấy con sale. Cái con xeo cứ có con chi một xong thẳng tới luôn mà cười chết chạy rồi. Cái bạn này nhát nó thấy tay tên chạy mất đó, phải như anh ma đó đó. Còn thì tay 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 khống chế nó là người chơi đó. Mà sợ thì sợ tay tình nó nâng cấp full thôi, chứ mấy con nâng cấp dễ chừng thì con hay mai của mình nó không có sợ. Trong nâng cấp của lên 90 rồi, chuẩn bị chắc là khoảng 10 ngày nữa là có trợ cấp từ Liso đó nghe, thêm 1.000 mấy trăm BT nữa trời, nâng đá nâng mát hay mà mới vui. Ê thì con rút nó ám sát, nó bắn sau lưng không biết luôn trời.
Xe ráp thì nó mới được đúc lên nè. Súng này nó clear là hợp với màu của nó luôn, chắc một bộ hợp xét của nó. Cái con rút này nó trâu quá. Ui bắn không lủng giáp, trời bắn lủng giáp của nó phải bằng băng đạn kia thì lủng rồi đó, nhưng mà nó lại hồi, mình phải tiếp tục bắn, thấy nó lủng giáp rồi đó. Rồi anh em tới rồi, chết anh rút rồi. Anh em ra rồi và đồng đó, cho quay nó như quay dế luôn anh em. Sợ gì phe nó đuối rồi, phe nó đuối lắm rồi. Á hết bạn trời, thì hết bằng này chưa chết má ơi. Cho bò lúc này, cho bò thì cái thằng ta tành nó ngu, mình đang bắn sau lưng phụng nó cứ sắp nó cà lên chi gì không biết, che cho che đạn cho địch thế, chơi ngu dữ. Nó chạy ra xa một chút là nó sống rồi, đâu có chết. Tự nhiên đưa cái mặt úp úp cái mặt vô con rút rồi, làm như mình bắn không được, không hỗ trợ được. Nhiều đứa chơi ngu thiệt luôn. Cái con mà cái con trâu đó là phải chơi cái kiểu cù cưa, tức là chạy qua chạy lại refit đâm cù cưa chứ ai mà đâm thẳng vô vậy, không biết chơi mà đâm thẳng vô vậy, chỉ có thằng Luchador với thằng rút thôi, chứ mà con trâu đó mà đâm thẳng vô là chết à. Giáp yếu, không có giáp, mở refit đâm. Rồi xử luôn Titan này luôn, kết thúc game, tạm biệt em yêu. Thằng Titan là điểm ngon. Rồi hết game, tụi nó đuối rồi. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.